Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho học sinh, kết hợp với những hoạt động mừng xuân, Hội đồng đội thành phố Tân An tổ chức hội thi thiết kế trang trí bao lì xì mừng xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, mỗi liên đội tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tân An sẽ gửi 20 tác phẩm dự thi đến ban tổ chức từ ngày 8 tháng 1 đến hết ngày 25 tháng 1. Các tác phẩm là những bao lì xì được các em đội viên, học sinh, thiếu nhi tự tay thiết kế và trang trí gắn với chủ đề quê hương, con người Việt Nam, các phong tục tập quán ngày Tết. Đây là hoạt động giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng trong từng nét vẽ. Cảm thấy là rất là vui tại vì mình được làm bao lì xì với mấy bạn, được trang trí những cái điều mà mình thích và tô màu lên những cái màu sắc tươi mới cho để mình đi chúc mừng năm mới thì nó rất là đẹp và rất là tươi. Sắp tới thì chắc con sẽ làm vài cái để con đi tặng mọi người để thể hiện cái sự khéo tay của mình đến mọi người. Hoạt động giúp học sinh, đội viên và thiếu nhi cảm nhận nét đẹp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, hướng đến mục tiêu tăng cường giáo dục truyền thống về các ngày lễ Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.